Nói về các cái loại sản phẩm về dầu thông hoặc là nhựa thông đỏ ấy, thì Fairphone luôn khuyến cáo các cái sản phẩm của Nga vì nó có những cái lý do riêng. Thứ nhất là Nga là đất của thông, ấy 2/3 diện tích là rừng, và trong các biểu tượng của nước Nga thì cây thông nó đứng sừng sững như một cái biểu tượng mà quật cường không thể mà gục ngã được ấy. Thì cái điều kiện khí hậu của họ cũng cho tạo cho cái loài cây này nó một cái sức sống rất là mãnh liệt, kể cả dưới âm 50 độ C. Chúng ta thấy tuyết rơi trắng xóa nhưng mà cây thông nó vẫn sừng sững ấy, nó vẫn tươi xanh ấy, nó thể hiện một cái năng lượng tự nhiên rất là mạnh mẽ, và nó tích lũy được những cái chất rất là tốt để cho cung cấp cho sức khỏe của chúng ta. Và trong tất cả những cái bài thuốc cổ truyền của người Nga ấy, thì thông bao giờ cũng được coi là một trong những cái loài mà thiêng liêng nhất. Đây thì ở Facebook có rất nhiều các cái sản phẩm về thông, chẳng hạn như là viên phấn thông này, rồi là dầu massage thông này, nhựa thông và dầu tuyết tùng này, mứt thông này. Mứt thông thì là một bài thuốc cổ truyền từ búp của thông, rất là ngon ạ, và rất là hữu ích bổ máu này, cung cấp nhiều cái chất mà hữu ích cho sức khỏe một cách tự nhiên này. Đấy, và taxifolin này, rồi là xịt thông và keo ong này để giúp là chống hôi miệng tự nhiên này. Những cái loại xịt mà chống hôi miệng ở ngoài thị trường hiện Facebook đánh giá rất là thấp chất lượng, bởi vì nó rất nhiều cồn và rất nhiều chất không mong muốn. Nhưng mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta sử dụng những cái loại từ thông ấy và nhựa, keo ong ấy, thì nó rất là an tâm, vừa ngăn ngừa được các bệnh về khoang miệng, đồng thời là viêm amidan, đau họng và giúp khử mồ hôi rất là tốt ạ. Rồi là dầu massage này, trị liệu từ thông này, rồi các viên uống từ thông này và phấn thông này, hay đặc biệt là cái viên uống mà taxifolin ấy, taxifolin hay là còn gọi là dihydroquercetin, đó là một trong những cái viên uống mà must have, tức là phải có ấy, trong cái tủ thuốc gia đình của mỗi người. Đây chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh là một cái người với toàn dây máu như này, thì chúng ta biết rằng là máu là một trong đường hệ bạch huyết của chúng ta, hay là máu là một trong những cái cơ quan rất là quan trọng, nó sẽ vận chuyển oxy và dinh dưỡng từ các tế bào. Một khi mà cái việc vận chuyển này nó bị tắc nghẽn này, quá nhiều mỡ máu này, rồi nó bị yếu đi này, hư hại này, thì dinh dưỡng và oxy không vào được các cái tế bào chúng ta, và từ đó dẫn đến các bệnh như là tim mạch này, trí não này, xương khớp này, rồi là rất nhiều các cái bệnh khác đấy, mỡ máu, huyết áp cao. Thì ngay từ đầu, ngay từ xa xưa, các tổ tiên của chúng ta cũng khuyến cáo là uống các cái sản phẩm mà bổ máu, đúng không? Để giúp cho là cái luồng lưu thông máu nó được tốt hơn, trao đổi chất diễn ra tốt hơn, độc tố được đào thải ra và dinh dưỡng được lạc vào tốt hơn, thì cơ thể luôn luôn khỏe mạnh ạ. Và cái chất taxifolin này thì Fairfood nói thật sự là ngay từ ngày xưa ấy, các nhà khoa học như là Lazarus ấy, người ta đã có những cái nghiên cứu và chứng minh rằng rằng ấy là chỉ cần uống một lượng vừa đủ hàng ngày ấy, thì chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ đến 20 đến 25 năm. Do đó mà những cái thông tin này nó rất là minh bạch, và chúng ta hoàn toàn tìm hiểu và nghiên cứu về nó trên internet ạ. Và cái taxifolin của Nga thì cái độ tinh khiết nó rất là cao, như Facebook đã giải thích rất nhiều lần rồi đấy. Đó là kinh nghiệm là một này, vì thứ hai là cái nguồn nguyên liệu này, vì thứ ba nữa là cái năng lượng này, cái năng lực sản xuất cũng như là cái chi phí sản vận chuyển sản xuất của họ ấy, nó rất là rẻ, vì họ kiểm soát được cả cả về năng lượng của thế giới nữa, cho nên là cái chi phí sản xuất rất là rẻ. Kinh nghiệm có này, năng lượng có, nguồn nguyên liệu sẵn có này, cho nên là cái taxifolin của Nga ấy, nó vừa đảm bảo cái tiêu chí là rẻ này, tinh khiết cao này và chất lượng này. Đồng thời Fairfood cũng luôn luôn là tìm hiểu nhập khẩu từ những cái nhà sản xuất mà top đầu đấy, để họ đảm bảo tốt nhất cho mình về chất lượng, và cũng đảm bảo là cái hiệu quả của nó và không có tác dụng phụ đấy. Thì các bạn có thể tham khảo các cái nhà sản xuất mà Fairfood đã nhập và nghiên cứu về về đó. Và phấn thông này, phấn thông thì Fairfood cũng khuyến cáo uống rất là nhiều. Phấn thông thì nó rất là khó để khai thác ấy, nó từ cái vùng núi cao ấy, người ta phải khai thác từ buổi sáng sớm tinh mơ, vậy cho nên là cái giá thành của nó rất là cao, nhưng mà nó lại đặc biệt là nó có những cái chất mà các cái loài tự nhiên thông thường không có. Và đặc biệt là những cái thầy thuốc mà y học cổ truyền, người ta hay sử dụng phấn thông làm những bài thuốc mà chữa vô sinh, rồi là tăng khả năng sinh sản hoặc là trẻ hóa đấy. Các bạn có thể tham khảo trên mạng rất nhiều thông tin về phấn thông. Thì đây là một trong những cái viên uống mà vì sao mà Fairfood khuyến cáo là nó là thuần chay, nó là tự nhiên có sẵn những cái bài thuốc cho chúng ta rồi, thì chúng ta chỉ cần là tận dụng nó, tìm hiểu nó và uống cái liều lượng thích hợp để duy trì nó hàng ngày, còn hơn là việc mà các bạn đi mua các viên uống tổng hợp, các viên uống kích thích, rồi rất nhiều các cái phụ gia không mong muốn này, và liều lượng cân đo đong đếm cũng rất là không phù hợp. Nhiều khi nó không phù hợp với cơ thể thì nó sẽ gây ra rất nhiều các cái bệnh. Còn đây là các cái loại này nó có sẵn cái tỷ lệ tự nhiên hoàn hảo
đấy, để nó dễ hấp thụ nhất và nó dễ đào thải những cái cặn bã nhất. Ví dụ như chúng ta uống những cái khoáng chất mà chúng ta uống khoáng chất hữu cơ thì nó dư thừa, nó sẽ được đào thải ra ngoài. Nhưng mà khi mà uống những khoáng chất hữu cơ chẳng hạn như kẽm chẳng hạn và thuốc thì nó sẽ tích tụ trong cơ thể và phát sinh ra những bệnh khác. Đó là cái mà chúng ta hiểu để chúng ta chọn được các cái sản phẩm tốt nhất ạ. Thì các bạn có thể tham khảo ở Facebook những cái sản phẩm như này ạ. Có rất nhiều các cái dạng khác nhau, từ dạng bột, dạng nước, dạng xịt thì viên ạ, để chúng ta có sự đa dạng về sự lựa chọn để chúng ta chăm sóc sức khỏe tốt hơn ạ.